Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và đạt được kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng và nhân dân đánh giá cao, đóng góp quan trọng vào việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt tình hình dư luận xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Giai Phạm luôn lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm sát với tình hình thực tế. Các nội dung giám sát phản biện xã hội chủ yếu tập trung vào các vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm như công tác rà soát, xét duyệt, chi trả, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các thôn, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân. Qua đó đã kịp thời phát hiện những vấn đề bất hợp lý, những vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ sở. Trong những năm qua, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thì luôn chú trọng đến cái công tác giám sát và phản biện xã hội. Khi có những công việc thì đều triển khai đến các ban công tác mặt trận của khu dân cư. Sau đó ban công tác mặt trận của khu dân cư sẽ tổ chức những hội nghị để lấy ý kiến tham gia của các cử tri. Từ những cái ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân thì ban thường trực tổ quốc xã sẽ tổng hợp để giải thích cho người dân hiểu. Việc nắm bắt tình hình của nhân dân cũng ngày càng được chú trọng lên, là cái công tác về đơn thư khiếu kiện đã giảm đáng kể. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc xã còn tăng cường giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Trong năm 2023, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã tham gia giám sát 7 công trình xây dựng trên địa bàn xã như nhà văn hóa các thôn, đường giao thông, đình, kè. Các bước trong quá trình đầu tư và thi công đều được công khai, minh bạch. Đồng thời, những ý kiến, kiến nghị của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đối với các công trình dự án được chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp thu và khắc phục kịp thời, giúp chất lượng công trình xây dựng được đảm bảo. Trong cái ban công tác mặt trận thôn thì cũng đã phân công tổ giám sát cộng đồng xuyên theo dõi quá trình làm cái nhà văn hóa thôn, từ cái khâu vật liệu, kiểm tra từ xi, sắt, rồi phát hiện những cái chỗ nào sai thì sẽ phản ảnh những cấp trên kịp thời. Thông qua những hoạt động thiết thực trong công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc xã Giai Phạm đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.